Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình thời sự của Vô TV. Kính thưa quý khán thính giả, một thế cờ mới đã được thiết lập trên Biển Đông, tương quan giữa Mỹ, Trung Quốc và trong đó có Việt Nam cùng khối ASEAN sẽ ra sao? Như thể đĩa phải vôi sau tuyên bố cứng rắn về lập trường của phía Hoa Kỳ về các tranh chấp hàng hải trên Biển Đông, Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng Hoa Kỳ có những động cơ ám muội khi cố tình đưa lực lượng hạng nặng vào biển Hoa Nam để tập trận quy mô lớn và dương oai. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực, có thể thấy điều này rất rõ ràng. Vậy, điều gì đã xảy ra sau khi tuyên bố về lập trường cứng rắn trước các vấn đề tranh chấp hàng hải? Các nước đã phản ứng như thế nào và lời của Trung Quốc ra sao trong khu vực? Tờ Hoàn Cầu Thời Báo mà ở Việt Nam hay gọi là tờ Bồn Cầu Thời Báo Global Times đã đăng một bài đả kích rằng tàu chiến và lập trường của Mỹ tập trận làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Tờ báo này tố cáo rằng hai nhóm tàu sân bay tấn công Mỹ USS Nimitz và USS Ronald Reagan hôm Chủ nhật đã thực hiện một cuộc tập trận quân sự ở biển Philippines. Hải quân Hoa Kỳ có vẻ đang ra sức gây sức ép quân sự ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Vài ngày trước, Washington lần đầu tiên kể từ năm 2017 đã đồng thời triển khai 3 trong số 11 tàu sân bay hạt nhân của mình trong khu vực. Trong khi đó, diễn biến mới nhất là Trung Quốc tố cáo Mỹ đã vô lý khi bác các yêu sách trên Biển Đông của nước này. Bên cạnh đó, trong một bài viết mới đây nhất, tờ Global Times, tức là tờ Bồn Cầu Thời Báo, tuyên bố quân đội của Trung Quốc đã sẵn sàng cho đối đầu quân sự với Mỹ tại Biển Đông sau khi Washington bác yêu sách của Bắc Kinh. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo thuộc Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 14 tháng 7 đăng bài bình luận dẫn lời cái mà họ gọi là các chuyên gia phân tích quân sự đã nói rằng Mỹ sẽ tạo thêm rắc rối, kích động nhiều cuộc đối đầu trong khu vực, thực hiện thêm các động thái nguy hiểm và hung hăng để kích động xung đột quân sự với Trung Quốc. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã sẵn sàng cho các cuộc xung đột ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Bài viết của tờ Hoàn Cầu Thời Báo cũng đề cập tới tuyên bố mới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong đó bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngay sau cái tuyên bố của Ngoại trưởng Michael Pompeo, Hải quân Mỹ đăng hình ảnh cho thấy tàu khu trục USS Ralph Johnson đã áp sát hai thực thể Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tờ báo này dẫn lời của người được cho là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Hạ Môn, nói rằng Biển Đông nằm trong tầm bắn hiệu quả của các vũ khí chiến lược mà quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sở hữu. Các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc có thể bao trùm toàn bộ khu vực Biển Đông. Trước đó, tờ Global Times cũng phát đi thông điệp đe dọa nhắm vào Hải quân Mỹ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo này khi nói rằng hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan cùng một oanh tạc cơ chiến lược B-52 tổ chức diễn tập chung trên Biển Đông hồi đầu tháng 7 là hành động khiêu khích và Trung Quốc không sợ. Tuy nhiên, tài khoản của đơn vị phụ trách truyền thông Hải quân Mỹ do chuẩn đô đốc Charlie Brown phụ trách ngay sau đó đã đăng thông điệp tuyên bố không sợ tên lửa sát thủ tàu sân bay của Trung Quốc. Một bài xóa lận khác trên Hoàn Cầu Thời báo viết rằng Trung Quốc đủ khả năng để bảo vệ cái gọi là lợi ích chủ quyền ở Biển Đông, đồng thời cho rằng Mỹ muốn biến đồng minh và đối tác ở Đông Nam Á thành bia đỡ đạn nếu xảy ra xung đột thay vì hỗ trợ họ. Bài xóa lận viết rằng vì lợi ích quốc gia cao nhất, các nước ASEAN cần duy trì ngoại giao cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ luôn muốn vỗ về hoặc thậm chí ép họ chọn phe mình, biến họ thành bia đỡ đạn trong chiến lược nhằm kiềm chế Trung Quốc. Báo Trung Quốc cho rằng, tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 14 tháng 7 cho thấy Mỹ không còn giả vờ trung lập trong tranh chấp tại Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo bình luận rằng nó báo hiệu Mỹ quyết định giữ một vị trí rõ ràng và muốn đối đầu với Trung Quốc về vấn đề này. Tờ báo còn cảnh báo rằng nếu tàu chiến Mỹ tiến vào cái gọi là lãnh hải Trung Quốc ở Biển Đông, quân đội nhân dân Trung Quốc sẽ điều tàu hải quân ra ngăn chặn và xem xét triển khai thêm vũ khí chống hạm. Bài xã luận viết, nếu máy bay quân sự của Mỹ tiếp tục bay lượn trong khu vực, tên lửa phòng không có thể được triển khai thêm. Nếu Mỹ diễn tập hàng hải chung với các nước trong khu vực, Trung Quốc cũng sẽ làm vậy. Trung Quốc gần đây tiến hành nhiều hoạt động quyết liệt sau COVID-19 nhằm gây áp lực cho các quốc gia và vùng lãnh thổ xung quanh. Trung Quốc cũng nhiều lần điều máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan, đụng độ với Ấn Độ tại khu vực biên giới, điều tàu hải cảnh áp sát đảo tranh chấp với Nhật Bản và thông qua luật an ninh quốc gia bị cho là hạn chế quyền tự trị của đặc khu hành chính Hồng Kông. Tại Biển Đông, Trung Quốc cũng triển khai hoạt động gây hấn như điều tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam rồi bám theo tàu khoan của Malaysia, cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá của Việt Nam
tập trận trái phép ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngoại trưởng của Mỹ Mike Pompeo khẳng định rằng chính sách Trung Quốc với Biển Đông trong nhiều năm qua là dùng biện pháp bắt nạt để xâm phạm chủ quyền của các nước trong khu vực, thay thế luật quốc tế bằng tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh. Mike Pompeo khẳng định rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và phản đối mọi động thái sử dụng sức mạnh ở Biển Đông và khu vực. Và chúng ta cũng cần biết rằng Mỹ đang sử dụng một chiến thuật áp lực tối đa đối với Trung Quốc. Khi mà ba hàng không mẫu hạm đồng thời tuần tra ở châu Á với oanh tạc cơ B-1B được triển khai trên đảo Guam miền Tây Thái Bình Dương. Từ đó tiến hành các phi vụ trên Biển Đông, máy bay trinh sát không người lái Global Hawk cũng được đưa tới Nhật Bản để làm nhiệm vụ trong khu vực và cũng đã được điều tới Biển Đông. Đối với giới phân tích, rất hiếm khi Hoa Kỳ tung ra một lực lượng hùng hậu như đợi đến vùng biển của châu Á. Một quyết định gắn liền với việc Trung Quốc ngày càng gia tăng các hành động khống chế Biển Đông. Qua theo dõi báo chí Trung Quốc, chúng ta có thể nhìn thấy rằng dường như các bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo hay Nhân dân Nhật báo thể hiện rõ sự bực dọc vì tin rằng những hoạt động quân sự này chắc chắn nhắm vào Trung Quốc. Tâm trạng bực dọc đó hoàn toàn khác với sự tự đắc độc tôn cách nào đó chưa lâu như hôm 10 tháng 5 thể hiện qua bài viết với tựa đề "Những khiêu khích của Mỹ ở Nam Hải chỉ là màn bịp bợm nhằm che đậy hạm đội đang yếu đi". Tờ Hoàn Cầu Thời báo nêu chi tiết, hàng chục tàu hải quân Mỹ đã bị virus corona triệt phá, nhưng đến cuối tháng 4, các tàu chiến Mỹ vẫn thường xuyên thể hiện cơ bắp quân sự ở Nam Hải, tức Biển Đông. Hôm thứ Tư, hai máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh B-1B1 đã bay đến phía đông bắc đảo Đài Loan. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng virus corona đã triệt hạ quân đội của Mỹ. Và chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng corona virus Vũ Hán đều xuất phát từ Trung Quốc, nó giống như một chiến lược để nhằm đè bẹp cả thế giới của nước này. Quay trở lại với vấn đề quân sự, từ khi công bố sách lược quốc phòng năm 2017, ngũ giác đài đã tăng cường đáng kể các nỗ lực răn đe kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, đại dịch virus corona Vũ Hán đã làm đảo lộn các triển khai của Hoa Kỳ khi nước này trở thành tâm chấn toàn cầu với số ca lây nhiễm và thiệt hại cao nhất thế giới. Cụ thể những đảo lộn đó là 4 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, trong đó có chiếc USS Theodore Roosevelt đã buộc phải quay lại cảng sau khi thủy thủ đoàn nhiễm virus corona dòng mới. Sự vắng mặt của các lực lượng cốt lõi này trong hoạt động toàn cầu của Hoa Kỳ đã tạo ra khoảng trống khổng lồ và tức thời ở Tây Thái Bình Dương. Quả thực Tây Thái Bình Dương vào tháng 5 gần như vườn không nhà trống sau khi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trúng COVID-19 phải ráng lết về đảo Guam hôm 28 tháng 3. Sự cố chưa từng thấy này càng trở nên nghiêm trọng với việc hạm trưởng của tàu sân bay này bức xúc tung cho báo chí bức thư xin cho thủy thủ lên bờ để trốn dịch. Tình hình càng bi đát hơn khi trong thực tế, từ đầu tháng 5 chỉ còn mỗi tàu sân bay USS Ronald Reagan thực sự trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và tuần tiễu ở Thái Bình Dương. Chưa hết, rút kinh nghiệm vụ chiếc USS Theodore Roosevelt trúng dịch, tất cả tàu của Hải quân Mỹ trước khi ra khơi đều cách ly trong 14 ngày. Việc thông tin công khai chi tiết cách ly 14 ngày trước khi ra khơi theo luật tự do thông tin FOI hẳn nhiên là tin tốt đối với các thủy thủ của Mỹ. Họa vô đơn chí, tin chỉ còn mỗi tàu sân bay USS Ronald Reagan khả dụng vào đầu tháng 5 cũng trùng với tin lực lượng tàu sân bay Mỹ cắt giảm từ 11 còn 9 chiếc, giảm số tàu mặt nước cỡ lớn từ 80 đến 90 chiếc, thay vào đó tăng số tàu nhỏ và không sử dụng thêm người từ khoảng 55 đến 70 chiếc. Và chúng ta cũng cần phải nói rằng với sự tái xuất của hai tàu sân bay gồm USS Nimitz và USS Ronald Reagan khi kiềm chế các khu vực xung quanh các bãi của Trung Quốc đang chiếm đóng, đó là một trong những động thái mà chúng ta thấy tính toán của phía Trung Quốc hoàn toàn trật lất. Chính vì với tham vọng của mình cộng những tính toán sai lầm, phía Trung Quốc, theo như dự báo của tờ Observer Research Foundation, 4 ngày sau khi bài viết hôm 18 tháng 4, thì Quốc vụ viện của Trung Quốc đã loan báo quyết định thành lập hai quận mới, Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Việt Nam, và Nam Sa, tức Trường Sa của Việt Nam, với các thủ phủ là đảo Phú Lâm của Việt Nam và đảo Chữ Thập của Việt Nam. Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải AMTI gọi rằng việc thành lập các quận Tây Sa và Nam Sa là bước đi mới nhất trong một dự án dài hạn nhằm mở rộng việc quản lý nhà nước của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, việc thành lập trái pháp luật hai quận trên của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông thêm thuận tiện. Từ đó, Trung Quốc giờ chiêu trò tàu thăm dò hết chọc phá nắn gân Malaysia từ suốt tháng 4 vừa qua tới giữa tháng 5 với tàu Hải Dương Địa chất 8. Thách đố Việt Nam dùng tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 4 sục sạo trong khu vực đá chữ thập, rồi di chuyển xuống phía Tây Nam tiến gần hơn về phía bờ biển nước ta
có lúc cách đảo Phú Quý chỉ khoảng 214 hải lý, tiềm cận vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó, tàu Hải Dương 10 sau khi di chuyển đến vị trí phía bắc đảo Phú Lâm hơn 8 hải lý, hiện đang thả trôi tại vị trí này. Tất nhiên, tàu thực thi pháp luật của Việt Nam cũng đã cố kè sát các tàu này nhằm bảo vệ chủ quyền chính đáng của Việt Nam. Đặc biệt, có lúc đó có cả tàu chiến của Mỹ cũng canh chừng tàu Trung Quốc. Tàu tác chiến ven biển USS Gabriel G. Frost, tức là LCS-10, đã thực hiện nhiệm vụ thông thường gần tàu Hải Dương địa chất 4 của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 1 tháng 7 như một động thái kèm kẹp. USS Gabriel G. Frost cũng làm nhiệm vụ thường xuyên trong khu vực do hạm đội 7 phụ trách nhằm cải thiện khả năng phối hợp với các đối tác và đóng vai trò lực lượng sẵn sàng phản ứng. Hải quân Mỹ hôm 2 tháng 7 ra thông cáo và cho biết. Trước đó, chiếc USS Gabriel G. Frost và hai tàu huấn luyện Kashima Yishimatsuki thuộc lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản có cuộc tập trận chung khi đi qua Biển Đông hôm 23 tháng 6. Cuộc diễn tập nhằm nhấn mạnh yêu cầu khả năng liên lạc và điều phối trong lúc hoạt động gần nhau. Chuẩn đô đốc Fred Carter, chỉ huy nhóm tấn công viễn chinh số 7 của Hải quân Mỹ, cũng nhận định rằng các hoạt động diễn tập song phương giữa Mỹ với các quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam và còn nhiều nước khác bảo đảm việc duy trì hiệu quả một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chính chiếc USS Gabriel G. Frost cũng từng xuất hiện gần tàu khoan dầu West Capella của Malaysia nhằm thể hiện cam kết của Washington với khu vực, theo Hải quân Mỹ. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng với sự hiện diện quân sự mới của lực lượng B-52 ném bom và cùng với các tàu chiến, máy bay tiêm kích, phi cơ, máy bay tàng hình và đặc biệt là hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz, đó là những tính toán mà Trung Quốc dường như không nghĩ tới. Đứng trước những phản ứng dây chuyền này, dường như tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của phía Trung Quốc đã đưa ra những cáo buộc và cảm thấy dường như bị tấn công tứ bề và vì thế đưa ra những cáo buộc như một lời đe dọa rằng bị Mỹ kích động, một số quốc gia trong khu vực thậm chí có thể làm leo thang những khác biệt với Trung Quốc thành xung đột quân sự. Điều này sẽ làm giảm an ninh khu vực, hơn nữa gây bất lợi cho sự phát triển của Trung Quốc và tất cả các nước trong khu vực. Ở đây đã có một sự cố tình đánh đồng nguyên nhân và hậu quả. Khi việc cố tình áp đặt của nước lớn lại đi kèm với đòi hỏi không được leo thang căng thẳng hay không được hợp tác với Mỹ, không phải vô cớ mà tháng 12 năm 2019, Malaysia đã khởi động cuộc chiến công hàm rồi tới Philippines, Việt Nam và cả Indonesia, vốn trước đây vẫn nói họ không phải là một bên tranh chấp, đã cùng lên tiếng bác bỏ đường chín đoạn và cái gọi là quyền lịch sử không thể tranh cãi, hay việc các bãi đá chìm nổi bị bồi đắp trái phép rồi cả sự áp đặt quyền quản lý hành chính lên đó, mà cơ sở của nó đã bị tòa The Hague, tức là tòa án quốc tế bác bỏ dứt khoát vào năm 2016 đối với vụ kiện mà Philippines đã khởi điên. Ở Biển Đông, cũng không phải chỉ có mỗi Hoa Kỳ và Trung Quốc, hơn 40 năm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tích cực hoạt động nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải thương mại của Nhật Bản qua các nhiệm vụ cơ bản liên quan đến an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển và thực thi pháp luật hàng hải. Trên thực tế, nhằm tránh khơi lại quá khứ chiến tranh, chính phủ Nhật Bản không sử dụng các sách lược ngoại giao hải quân mà là ngoại giao bảo vệ bờ biển, tập trung sử dụng viện trợ ODA vào việc hỗ trợ vật chất, huấn luyện cho các lực lượng phòng vệ bờ biển của các nước Đông Nam Á. Và với tuyên bố mới của Hoa Kỳ trong lập trường về Biển Đông, đây là những nỗ lực mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng Biển Đông có cơ may tạo ra được một sự đột phá. Và đó là gì? Chúng ta sẽ còn phải chờ. Vote TV mong quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những phân tích bình luận liên quan tới các diễn biến này. Mong quý khán thính giả chia sẻ và đồng hành với chúng tôi.